Ơi. Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khả nào ơi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ trở lại tiếp tục với một video solo của cao thủ đường môn. Đó là cao thủ Hemmet, trưởng lão của băng áo nha anh em ơi. Và ngày hôm nay chúng ta cùng xem sơ qua nha. Ngày hôm nay thì anh ta có cho mình được là 81.610 điểm và giết được 279. Giết được Mason 5, tử vong 31 lòng liên chạm 21. Cho anh em cùng xem sơ đồ của đường môn rồi nha. Ngày hôm nay khai thúc xấu nè em ơi. Rồi, xem sơ đồ của Hemmet nè. Đúng rồi cho anh em xem. À, đường môn nha mọi người. Rồi, đầu tiên thì anh em nhìn sơ qua thì tại đường môn này đang sở hữu một trang bị set đồng bang rất là đẹp anh em ạ. Set đồng bang gia truyền 19, nhẫn 26, nhẫn 28 và một ngàn bội 26. Một set đồng bang nha anh em. Tầm này so với set đồng bang thì gọi là đếm trên đầu ngón tay này mà sẽ vừa chỉ cao lắm. Hiện tại bây giờ khoảng tầm chục set quay đầu thôi anh em ơi. Chục set 10 set quay đầu thôi. Và set này có thể nói là nằm trong top 10 và có thể nói là ép đầu tiên server. Set này hiện tại trị giá khoảng tầm 20 triệu quay đầu anh em ơi, 20 triệu quay đầu anh em ơi. Rồi, tiếp tục sử dụng cho mình một cái nón phòng thủ lý làm chậm 6 dòng, bắt đầu sinh lực lực 189, 40 làm chậm 19 thân pháp và làm phòng thủ lý 25. Một cái áo phục hồi 40 làm chậm 40, thân pháp 20, sinh lực lực 189 anh em ơi. Rồi phòng thủ lý 25. Đó. Một bộ tây, sinh lực lực chống 40, sinh khí và kháng hồi 25. Đó, full đồ 6 dòng như nào. Tiếp tục. Một đai lưng thủ lý 25 làm chậm 40, thông pháp 20, sinh lực lực mắt pin này mà một đôi dây 40 thông pháp 20, sinh lực lực và phần thủ lý 25. Tiếp tục đó là một cái ấn kháng băng 25, một ấn kháng băng 25 này cái Hemmet của chiến Hiếu Lê ơi. Anh Long cầm đánh phụ á. Rồi một cái trang sức kháng tất cả 5 và một phi phong kháng kỹ năng có một cấp. Thì nhìn sơ qua thì này đang có cho mình là ba kỹ năng anh em ơi. Một cái vòng trang trên đầu này, một vòng trang trên đầu là hai cấp này. Rồi kèm với cái phi phong vừa rồi là một cấp nữa là có hiện tại đang có ba kỹ năng 9x nha anh em. Hiện tại đang có ba kỹ năng 9x. Ngày hôm nay thì này đang có cho mình là top 1 thống kim và Khải sau cho anh em xem cao thủ thống kim cũng như là cao thủ đồ cao thủ này cực kỳ hot hot anh em ạ. Tổng thể set đồ này thì không tính set 53. Thì ngựa này, giày này, đai, áo, nón, bao tây gồm 6 món còn gồm 5 món tím còn lại này kèm với cái nỏ 23 37 này á thì tổng thể cũng hơn 15 triệu đó anh em ơi, hơn 15 triệu cho đến 20 triệu ở cái hướng đồ ép tím này nè. Đó. Rồi cái ấn này hiện tại server khoảng tầm 3 triệu hơn cho đến 4 triệu nha anh em. Ấn này ấn không băng. Đó. Nói chung là lượng đồ này thì quá chuẩn anh em ơi. So với đầm này thì xét đồng bang như thế này thực sự là không khác gì cao thủ đường môn Bảo Lan Sa. Anh em có thể xem video lần trước. Lần trước Bảo Lan Sa cũng làm xét đồng bang này mà khá chưa sau thôi. Ít hôm khá sau cao thủ Bảo Lan Sa cho anh em xem. Và đây là có thể nói là một set ăn ban kèm với full đồ tím đầu tiên trên kênh YouTube của Khải. Đó là cao thủ chiến Hemmet. Chiến Hemmet này nè, cực kỳ VIP luôn. Bắt đầu hơn toàn. Thì hiện tại ngày hôm nay nói rồi, vào này chỉ đánh tranh top với Bảo Lăng Sa thôi chứ còn ai chịu nói nữa. Tại Bảo Ngọc nha, Bảo Ngọc cũng top 2 cũng đường môn lắm em ơi. Bảo Ngọc full set tím á, tí nữa rảnh thổ rồi Khải sẽ show đồ cho em xem. Rồi. Anh em xem video đừng quên đó là cho cao thủ chiến Hemmet này một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Và ngày hôm nay chúng ta đã xem sơ qua một set đồ cực kỳ khủng của cao thủ Hemmet. Một trong những đường môn của Ban Khải này mà. Quá chất lượng. Đó, anh em nhìn không? Quá chất lượng luôn. So với hướng đồ thiệt này thực sự là trên dưới gần 50 triệu anh em ạ. Cả set đồng bang và đồ tiến này nọ trên dưới gần 50 triệu rồi. Ngựa này. Rồi anh này sơ qua thì cũng hơn chục cuốn của lắm một tuần rồi, có thể nói là đang tăng thêm lượng tại thị kinh. Để mắt tại thị kinh nè. À, đẹp không? Đẹp trai không? Nón áo tay full xíu dòng hết. Đó. Rồi. Anh em xem video đừng quên đỡ lại cho Hemmet một cao thủ đường môn, một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Và Hemmet này thì nằm trên cái top môn phái đường môn thì cũng được top 10 đó anh em ạ. Và được top 3. Đó, 114 với top 3 nha anh em. Sắp lên 115 rồi. Rồi. Kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ, đừng quên đỡ lại một like chia sẻ ủng hộ video này cho anh em ơi. Ok anh em.